đã thành bình thông báo một tất cả cán bộ công chức bông qua công nhận họ rồi đã bán nhánh về cho mình chân nè. Ngân ơi, với bé Su đang đi chợ, chợ này là chợ Cù Lao Dài, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long nha cả nhà. Bữa nay là chợ ngày 29 Tết nè. Đi con. Đi. Quên đi mấy cây quay rồi cả nhà ơi. Cái đầu nó dần rực cơ trời. Ôi, nổi nhất ở trong chợ luôn á. Rồi, đây là bán đồ chân Tết nè, quýt nè, thơm nè, táo nè, lông nè, bắp nè, chắc như bắp luôn. Đây bán quần áo cả nhà ơi. Thông báo Cộng hòa Xã hội Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Thông báo căn cứ công dân số 725 ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Vĩnh Liêm về việc thực hiện trên tờ. Trời ơi, quá trời bông nhận thọ luôn nha cả nhà. Trời, cái đu đủ nè, cầu đủ xoài nhưng mà không thấy xoài. À, có dừa kìa. À, năm nay hình như hiếm xoài, không có mùa xoài cả nhà, không thấy bán xoài. Có cầu đủ dưa hoàng kim với dừa. À, 20.000 ba trái bắp, 10.000 cây bông, quá rẻ. Đây. Trời, hoa vạn thọ đỡ đóng đóng. Cải mần dưa nữa. Nay bán bông vạn thọ hơi nhiều á cả nhà. Ôi. Tôi mua về chân nè. Ngân đi chợ hơi trễ. Ngân hồi nãy chạy xe trên đường thấy người ta chở bông nùm nượp luôn. Mà bây giờ gần 7 giờ mình mới đi. Chở dưới quê là người ta đi từ hồi 5 giờ sáng á cả nhà. Kể nữa con. Con này đi sau lưng mẹ nè. Thấy cái lưng con không à con gái? Đi sau lưng mẹ nè. Gái. Xu. Bông giả, bông thiệt thì có bông giả nữa nha. À, ai muốn chân gì chân. Mấy ngày này con khoái nhìn bông vạn thọ nhất luôn, với bông mai. Vạn thọ 10.000, 15.000 bó. Người ta mời gọi mình mua bông Tết về chân đi chị. Đi con. Chị bán bông nè, chị xinh như bông luôn nè cả nhà. Rồi, quá trời đẹp luôn. Đàn ông cũng bán bông nữa kìa, giỏi không? Đây bán đồ chân nè cả nhà. Ở đây có xoài nè, nhưng mà xoài sống. Xoài Đài Loan với dưa hoàng kim với đu đủ vàng, mặn cầu, quýt, rồi có sung nữa kìa. Lấy sung đi, nắm tay mẹ nè con để lạc á. Biết em hả? Thấy em quen cái chợ này quá phải không? Em hỏi thì em cưới bà họ. Đám cưới? Đám cưới ai? Bên vòng hả? Ủa vậy hả? À, vậy là chị có đám cưới bên vòng hả? Ờ, em đâu có biết chị đâu. À, quá trời luôn, đẹp lắm nha cả nhà. Chúng ta mẹ con. Ừ,
Bán tới chiều ngày mai luôn. Bông đẹp quá trời như má chị. Năm trái. Chị trồng bên vườn hả? Chị là ở Phụ Long mình luôn hả? Cảm ơn chị nha, để em đi để chị bán. Năm được có mấy ngày Tết à. Nhìn thấy cảnh này vui quá. Mà không quay thì cũng không được cả nhà, nhất định là phải quay thôi. Nè, trưa nghe về Sài Gòn rồi, cái hồi sáng mẹ nói mì vô chợ mày quay đi. Người ta đi chợ đông vui dữ lắm mà. Bữa nay 29 Tết nè, người ta đi đông mà chợ bán đồ cũng nhiều nữa. Cái Ngân Dương quay chút cho cả nhà xem. Lối bên đây nè. Chợ này cũng không có lớn lắm. Thua chợ Vũng Liêm, chợ Vũng Liêm chợ huyện, còn chợ này chợ xã. Là bán mấy cây kiển mini kìa, hoa mini. Có bánh tét nữa kìa. Ủa, chả hết cả nhà, lộn nhìn lộn, bánh tét. Chả lụa, chả giò, chả làm sẵn mang ra bán. Con cầm túi cho mẹ. Thích cái túi đang mua đồ cho mẹ. Ê, sao nhìn đây nè con. Cười lên. Trái cây. Cầu sung dư xài. Chứ giờ người ta không có cầu đủ mà cầu dư. Cầu dư xài. Đi qua lối bên đây một cái nữa đi nha. Giờ người ta bán dưa hoàng kim á, cho mình chưng cũng đẹp hết cả nhà. Cái vàng tươi. Trái đu đủ mini dễ thương nè. 4 3 bó nè. Rồi, có trái bưởi à. Bưởi này chị, bưởi. Trái bưởi Phúc Lộc Thọ kìa. Phúc Lộc Thọ bưởi ép nè. Bưởi ép á. Giống như cái hồ lô vậy. Cái đó bán nhiêu trái hả chị? Trái này nhiêu? Dạ. Một cặp có 250. À, một cặp 250. Phúc Lộc Thọ cặp 250 nha cả nhà. Trồng lâu lắm mới được cái hình chữ vậy đó. Đi dạo vòng qua đây nữa cái vậy Ngân không có vô nhà lồng nha cả nhà. Giờ người ta bán ngoài không à. Vô trong nhà lồng cũng không có gì để quay hết trơn, có quần áo vậy thôi. Bán bà cái bình bông á. Bình bông rồi ly hương. Bông ly hương nhiều lắm. Mấy ngày này mặc sức cho bài ra đường bán. Để ra đánh tay mẹ nè con. Chính quyền cũng tạo điều kiện cho bà con mình bài bán ở ngoài đường luôn á. Chỗ này là đường xe chạy nè. Bây giờ kín mít luôn rồi, giờ không có cho xe vô đây. Rồi, cái lối này quá trời đông người luôn nha. Cái lối bên kia ít người, mà lối này chắc là đường vô xa mấy cái thớ thịt heo á. Bữa nay là mua thịt heo nhiều để mà kho cúng ông bà. Bữa nay là mua dừa luôn á, dừa hợp lý luôn. Gì gì con, đi vô bóng ca phải không? Đi vô nè, để xe người ta hói nè. Vô bóng ca mua gì đó mua bán cho em bật xử lý đi.
Ờ, bữa nay bánh hoa bông kè cũng có bán bông nữa nè. Con mua cái gì đi mà trả tiền. Mua bé xu đòi vô đây mua bánh kẹo, mua nước suối gì đó. Thằng đem lên xe. Vô mua đi con. Bông cúc, bông cát tường, bông tùm lum bông. Nước gì vậy trời? Đưa cho cô tính đi con, để nó đi, con cứ để đây đi, xếp hàng từ từ thì cô sẽ tính từ từ. Đi đón tay mẹ. Rồi, con trái cây mua gì chị? Đây đi, chen qua đó đừng mua đồ cho bà ngoại. Cút lưới hả chị? Mới tên, em mới đem về. Rồi chị, để em đi. Đây bán bánh mứt với kẹo, thèo lèo, treo. Đây bán trái dừa, tài lộc nè cả nhà. Đẹp quá. Sơn màu lên chàng tươi rực rỡ luôn. Con không biết nữa. Không thấy để bán giá, mà cũng không thấy người bán. Mua về chân đi con. Chân cho năm mới gặp được nhiều tài lộc. Kìa, chú ở trong đó chắc chú bán đòn. Bốn chục ngàn một trái. Tên sơn nước sơn đồ này kia tốn công vẽ chữ đồ nữa cả nhà. Bình thường trái dừa cũng 10 ngàn này, 10 ngàn mười mấy ngàn này. Đi con. Chị ơi, bánh giao rồi. Không biết thùng mày ăn có bán rẻ cho. Bánh ngon lắm con. Bánh mất cái đi lấy kem nữa con. Ờ. Đi đi chợ nè. Còn lối bên đây nữa. Bị kẹt rồi. Qua tới lối bên đây cái bị kẹt chắc đứng đây luôn mà. Thịt heo quá trời đông luôn cả nhà ơi. Chen vô trong đó hết nổi rồi. Cả nhà ơi. Cả nhà ơi, ơi, đi chợ nè, anh đi chợ nè cả nhà ơi. Đi chợ cho vợ nè cả nhà ơi. Quay sạch trả lụa chưa? Chưa. Trả lụa nè. Đây. Quá. Quá trời chả nem. Đó. Rồi, em hỏi giá được không anh? Dạ, nem này nhiêu cây? Nhiêu cây 35 ngàn. Dạ, còn cái đó là chả gì anh? Chả quế, chả lụa, của cô là. Chả quế bên đó nhiêu ký? 150 ký. À, này là chả lụa nha cả nhà. Nem nữa nè. Đó, nem hộp. Vô hộp gì đó. Hộp. Hộp vậy là 1 chiếc à. Đó, này chả lụa nhiêu anh? Đồng giá cho quế. À. 150 nha cả nhà, chả lụa đồng giá chả quế 150. Anh bán chả lụa. Nói. Bán tới chiều 30 luôn hả? Có mất tiền không vậy? Dạ chiều 30. Dạ.
Quá trời luôn rồi. Quá trời luôn rồi, khủng khiếp luôn rồi. À, cái mấy cái thớt thịt đó, mấy cái bà mà bán thịt, mấy bà leo lên cái thớt thịt mấy bà ngồi luôn rồi. Trong chợ nhỏ nhỏ vậy đó, chứ cả chục có thớt thịt heo á cả nhà. Mấy bên đây rồi mấy bên kia nữa. À, bao quanh cái nhà lồng ở trong đó, chợ rau đó, đó nhà lồng phía đó. Quá trời luôn rồi cả nhà. À, chắc ăn quẹo vô cái chỗ bán thịt heo để mua mỡ cho mẹ ăn cái rồi đi về cả nhà. Vô đây mệt quá, nó ngọt á, người đông quá trời luôn. Quá trời đông, dạo dạo bữa nay đông ghê luôn trời. Bữa trước bận ăn đi bữa hôm hôm sáu hay gì ta chưa đông lắm. Rồi. Chợ bữa 29 nè. Chợ bữa 29 vậy chứ nhiều khi đông xuân hơn bữa 30. Bữa nay là mua để làm đồ ăn đặng cho kịp đặng cúng ông bà, chứ nhiều khi ngày mơi người ta ít đi lại rồi đó. Nhất là mấy cái thớt, thớt thịt heo á. Đụng người không gây được. À, quẹo vô đây coi. Ôi, cô Lan. Hồi nay bán rau phụ rồi, bán không nghe. Bán rau phụ với tiếng thoại. Đây. Mua đại đi cả nhà, đụng đông mua đó cả nhà, giờ không có đi tìm đi kiếm gì nổi hết trơn. Đấy em có mỡ thịt không chị? Mỡ thịt nhiêu ký hả? À, để coi mẹ dặn nhiêu ký. Con cầm cho mẹ. Nửa ký mỡ thịt đi chị. Rồi bên đây cũng có mấy cái thớt thịt nữa nha cả nhà. Người ta vô mấy cái chỗ thớt thịt đó đông hơn mấy chỗ khác luôn á. Thịt với lại bông, với lại bánh mứt, dưa hấu, đồ chưng Tết. Dạ 50. 50 hả? Lấy nửa ký. Tép mồng sen. Đúng rồi, tép mồng sen. Tép mẹ ăn không bằng tép bạc. Mà mùa này không có rồi. Nửa ký. Đi con đi vòng qua lối đây nè, qua bên tay phải nè. Quá trời đông rồi, quá trời đông. Đông khủng khiếp luôn.
cha mẹ với con. Thôi Ngân bye bye cả nhà nha, đăng ký kênh ủng hộ Ngân nha cả nhà. Còn phía bên kia nữa nhưng mà đông quá thì Ngân không có vô trong đó nổi cái này. Đông, đông dữ lắm rồi, có dẫn bé Xu đi nữa rồi, đông lắm. Củ hành nè. Mẹ trời con. Mẹ đây. Lựa đồ sổ Tết quê lựa đồ sổ cũng vui lắm nha. Sao như đây mua bánh bông lan cho bà ngoại ghét quá trời luôn. Nhiêu tuổi người nhiêu tuổi mà mốt như bên đây bán 1 ngàn tuổi rồi, nhưng cái giò nó dài á. Nè con sao quần áo rồi cũng tiếc luôn. Đi về vô đây mua bánh bông lan cho ngoại con đi. Bắp không? Bắp không em mua cho. Không chị. Bắp không? 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 Mày mới 21 triệu đó. Mà 21 một trăm 20. Bao nhiêu mà đắng đi? Có bao nhiêu? Thôi, rồi lời lớn vậy là quay bả đi lên. Bông vậy là 2 bó 75 ngàn. Bông lưới đây cả nhà ơi, đông vậy nè, quá trời luôn nha. Chợ nay sung ghê trời, chợ 29 Tết là coi như là cái ngày mà cận, cho nên là người ta phải tranh thủ đi thôi, cỡ nào cũng phải bỏ thời gian để mà đi. Đi đâu cũng như nhạc xuân đã thì sung sơn vui.